Xin chào ông bà, cô chú, anh chị đang xem kênh Tiểu Hồ Cuộc Sống Trung Quốc. Đây là một buổi họp chợ giống như là chợ phiên ở khu vực nông thôn Đông Bắc Trung Quốc thuộc thành phố Bàn Cẩm. Mấy ngày họp chợ thì từ trong khu chợ trải dài ra ở ngoài đường luôn, thì có rất là nhiều người tự bày bán những cái quầy hàng phát sinh như vậy. Một số người thì rau củ ở nhà tự trồng, một số người thì người ta cũng đi vào nhà lòng người ta mua ra ngoài đây bán dạo. Cứ buổi nào có họp chợ ở khu nào thì người ta sẽ chạy qua khu đó để bán. Ở bên Trung Quốc ngồi bán lề đường như vậy thì cũng bị công an người ta rượt nữa nha, kiểu như là lấn chiếm lòng lề đường á, cho nên là ngồi bán nhưng mà người ta cũng rất là hồi hộp. Công an mà đi dọn thì người ta cũng tranh thủ thu vào. Mọi người có thấy mấy quầy ấn trước người ta bắt đầu bán áo lông vũ rồi không? Bây giờ thì thời tiết cũng bắt đầu lạnh rồi, ban ngày là tầm khoảng 10 đến 13 độ. Còn buổi tối thì nhiệt độ từ 5 tới 8 độ. Đó là lý do mình thấy ai mặc đồ cũng dày đung như này nè. Nên là thời điểm này em mặc đồ hơi dày một chút nha cả nhà. Chứ không thôi thì nó rất là lạnh luôn. Lúc này thì giữ ấm cơ thể tốt nhất chứ hết biết đẹp với giày xấu luôn rồi. Như trong thì hộp chợ không có gì hấp dẫn bằng ơn trước bán nhiều đồ ăn hơn. Cái này uống sữa rồi. Nói thật chứ chị chọn tôi mà. Không biết hai vụ nữa. Phần lớn thì người ta cũng quét mã bằng WeChat, nhưng mà cũng có một số những ông cụ, bà cụ lớn tuổi mà ra đây bán hàng rong á, thì đa số là người ta dùng tiền mặt chứ người ta không có quét WeChat, nên là kiểu mình đi chợ mà mình xài tiền bằng điện thoại á, thì đôi khi cũng phải cầm hờ thêm một chút tiền mặt. Chứ gặp người lớn tuổi mình muốn mua đồ á, mà không có quét được mã là kiểu như là không mua được luôn á cả nhà. Bữa nay họp chợ mà có hai quầy bán cá biển à, mà con nào cũng toàn là cá cấp đông không à nha. Có mấy con cá hố với lại cá lưỡi trâu. Ở bên này là không có tìm được cá tươi để mà ăn đâu, quanh năm suốt tháng là toàn ăn cá biển cấp đông không à. Còn mà muốn ăn cá tươi thì đa số là cá ở trên đồng, hoặc là mấy con cá như cá trào, cá chê, thì mấy cá đó mới có cá tươi. Chưa có tốt sao xin? 35 70 tệ là 70 tệ một ký. 250.000 cả nhà. Thiếu mua được. Vài rồi. Mà nào cơ? Đây thì nó lại. Mi ai chưa lại. Lấy chưa cơ ba. Lấy chưa cơ ba. Ờ mình xưa nào cơ chứ xưa bố xưa chứ cứ bình sao. Thế 25. Chưa có hậu sư ha. Cái gọng này gì? À, nị tao tuân sổ là ha. Ờ, tao sổ là. Chưa có gì đâu sổ là. À, tôi tôi. À, hủy lá cha rưa. Lấy đây coi. Hoặc tao lấy gì coi ha, xin, xin. Lấy bà. Cứ bình xe này dễ xin. Chứ lấy là băng gì, có làm chứ. Chị rử. Ồ, ờ, sẽ chiên đau mà. Chị rử, chị rủ. Chị rử. Em mua xong rồi. Về em học theo cái cách mọi người nói là nấu cái bao tử bò, nấu nấu lẩu gì đó, nhúng lẩu, em học thử nha, em làm thử. Xin. Xin. Dùng gì mà đồng gì chọn chỗ lại à? Xiao mì chọn hả? Xiao mì cái này dùng hạt kê với lại là hạt gạo làm ra cái bánh này, chén ra cái bánh này nè. Được rồi. Hôm nay,
老先生啊。今天不买。裤子二十，那鞋十，那鞋二。这里有啥呢？这家有呢。这多少钱一个？两块钱三个哈。还得八盖，还是一块钱一个的，这一块一个的，哎，一个的就是你买俩搭一个，这一个来搭吧哈，买这好事，这一行啊，一块钱一个哈，来五个吧，这是不是方方那种的？这不是普通火鸡，这是用不着方方的。那你木板银肉该好贵，给现金吧你，我刚才要五块，五块。好了，是五块吗？哎，好了，拜拜。跟他说什么语言呢？会说普通话。我说越南语。你越南？越南人。你是越南人呢？别说话，话说这么溜啊。还行。了不起。好，走了。好。你好。Tụi em đi qua đường hiểm này là đi về nè. Rảnh giao băng mảng xã thay dinh lãi là của máy thiếu cái ma đi cơ thân hỉ một cây chổi này ba 20 cái nị nị chủ phan cái ba ba hả. Đi chọn sang cái thằng ba hả? Ừ, sư bố sư, xin chào bố sư. Đi qua. Quảng sang với chị sư. Ê. Rồi khoai lang bóng đêm rồi cả nhà. Chưa bố nắng cha chậu là chưa nụy hái bố xịn. Chưa. Chưa có nụy hái là căn hộ bố xịn nè. Cha bố lẻo lão cung nè. Em kêu cô gái này không lấy chồng được đâu. Em mời cả nhà ăn khoai lang bóng đêm nha. Ngọt. Cái quả thiếu thêm quý quá. Một khoai lang ăn ngọt quá vậy ngọt. Một quả thiếu thêm quý quá. Cái đó chẳng bệnh hiểm. Mày kêu lấy đồ bó xung quanh cho nó khỏi rớt. Sang điện sư là. Mấy chú đi dọn dẹp vệ sinh ở trong thôn nè. Cái này là ở trên chính phủ trả tiền á cả nhà. Ta xô di thiên nắng choang tu xào xẻ. Xô ba. Vũ sử khoai hả? Di cơ rận vũ sử khoai. Giỏ sư cơ rận hả? À,
À. Một ngày là 50 tệ, một ngày là kiếm được 175.000 tiền Việt mình. Mấy chú đi 4 người nha. Ngày ngày nào mà có tươi pha dê nà, pha sang điên sư. Ngày nào mà có việc trong thôn đi dọn là mấy chú sẽ đi. Nói chung là cũng nhẹ nhàng. Hôm nay bà gắn cái mái tôn nè. Lúc đầu ba định làm đơn giản thôi, bắt cái miếng tôn qua rồi bắn đinh. Ba nghĩ đơn giản như vậy, xong rồi em với lại anh Sải rồi anh ba mà làm điện á, ai cũng sợ, nói là nó mà bay lên một cái là cắt cổ người ta luôn á. Cái là nói quá thì ba mới bắt đầu làm chắc hơn, là ba đổ xi măng bê tông ở dưới này nè cho nó chắc một xíu, rồi bây giờ ở trên đây là ba dùng dây thép dây kiếm dạng lớn á, ba ràng lại đó, như vậy thì nó sẽ chắc hơn. Chứ lúc đầu là ba nghĩ rất là đơn giản luôn á, nghĩ mà thấy ai nghe cũng sợ luôn á. Ba đào xuống vậy, đổ xi măng xuống nè. À, mấy cái thanh sắt bên nhà em mấy bữa dỡ xuống là ba lụm về đây hết, ba kêu để dành để ba làm nè. Ba làm cái này ra là để ba để củi, rồi có gì ba chụm củi á, tại vì bình thường mùa mưa á, hoặc là lúc mà mưa xuống là không có chỗ để đựng củi, thành ra thì ba mới làm cái này. Chứ gì vậy, hầu vậy bố cản chậu xăng lại. Chậu xăng lại quay xiện à. Rồi bây giờ ba đắp cho xong cái tường này, ba nghĩ á, chứ giờ cái này chưa có khô. Ở dưới đây chưa có khô nè, nên giờ chưa có phụ ba lập tôn được. Rồi xong việc rồi ba cũng vô nghỉ, nên là em với anh sẽ về nhà nha. Chờ cho nó khô đã, rồi anh sẽ qua phụ ba lập tôn lên. Hai em chào cả nhà. Đây là cái ốc chó bên em bán với cả nhà. Ốc chó vỏ mỏng loại 1, khô tự nhiên ở trên cây. Ốc chó này là ở Tân Cương. Thì bây giờ hiện tại bên em là bao bì xỉn như thế này nha cả nhà. Thời gian gần đây là em đã thay bao bì cho hàng rồi, cho nên là mình nhìn bao bì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Ốc chó bên em thì cái vỏ của nó rất là mỏng luôn, nên là mình có thể dùng tay là có thể bẻ được cái vỏ luôn nha. Và cái vỏ của nó thì là hàng khô tự nhiên ở trên cây, chưa từng qua bất cứ bước tẩy rửa nào hết trơn, nên là mình nhìn á, thì cái vỏ của nó sẽ hơi xấu xí một xíu. Nhà em thường xuyên sử dụng cái quả ốc chó này. Ba chồng thì thích uống sữa ốc chó, còn ai xài thì thích bóc quả ốc chó ăn sống luôn. Tại vì ăn sống thì nó cũng giòn ngon với là rất là béo thơm luôn. Ốc chó ngoài tốt cho trí não của mình thì còn cải thiện sức khỏe của tim mạch, rồi củng cố động mạch, ngăn ngừa sỏi mật, bảo vệ xương và hỗ trợ quá trình phát triển của trẻ nhỏ. Nên là ai là mẹ bỉm nè, hoặc là mẹ bầu, hoặc là mua cho chị em ở nhà ăn á, thì mua quả ốc chó này ăn rất là tốt luôn nha. Ngoài ra thì còn bổ thận tráng dương cho nam giới và đem lại giấc ngủ ngon, kiểm soát đường huyết. Ốc chó này thì mình về có thể ăn sống luôn, thì nó cũng rất thơm và béo. Ngon quá. Hoặc là mình có thể rang nhẹ trên lửa nhỏ thì mình ăn ốc chó chín nha, hoặc là mình nấu sữa ra, thì rất là nhiều công dụng từ ốc chó, rất là tốt và mình có thể chế biến được rất là nhiều món.
Cả nhà muốn mua ốc chó mà vỏ mỏng loại 1 khu tự nhiên ở trên cây, chưa có qua bất kỳ bước tẩy rửa nào. Cả nhà ốc chó mới của năm đã về tới rồi nha cả nhà. Thì 1 ký của em bán là 180.000. Thì một túi như vậy, cả nhà mình có thể mua túi nửa ký hoặc túi 1 ký đều được. Và bên em thì từ 2 ký bất kỳ là sẽ được miễn phí ship giao hàng tận nhà. Và ốc chó vỏ mỏng loại 1 khu tự nhiên ở trên cây nha. Đó, chưa có qua bất kỳ bước tẩy rửa nào. Cái ruột rất là ngon luôn. Cái vỏ nó mỏng như vỏ giấy gì đó, cho nên là mình tách rất là dễ, mà không có cần phải dùng cái này cái kia tách đâu cả nhà, dùng tay thôi. Hai cái ruột nè, cái vỏ mỏng quá trời mỏng luôn, mỏng tanh luôn nha. Đúng là không hổ danh là ốc chó vỏ giấy. Là em không có bỏ sữa tươi mà em bỏ sữa đặc. Em định là hái một ít mồng tơi vô nấu canh chung với lại cái khăn lông bò lúc nãy mình mua á. Nhưng mà lúc mà đang hái ra mồng tơi á thì ba chồng mới gọi qua kêu ai xải qua phụ lập cái máy tôn, nên là em mới nói thôi để em đem qua nhà mẹ nấu ăn luôn. Chứ mà ai xải đi qua đó rồi em qua em phụ làm á thì lại khó nấu ăn, nên là hôm nay lại tiếp tục ăn cơm ở nhà mẹ nè. Định kêu ba mẹ qua nhà ăn mà cuối cùng á là thành ra thì quay ngược lại về nhà ba mẹ ăn. Mấy cái miếng tôn dư này á là mấy cái miếng bữa trước mà em dỡ cái mái nhà bên nhà cũ của em xuống, thì ba chồng đem về đây cất. Dì hai á thì xin mấy cái miếng này về, dì hai tính làm một cái phòng. Nhưng mà ba nói là ba muốn lợp cái trái này, ba giữ lại, ba không có cho dì hai. Và còn dư mấy miếng tôn á thì lợp hết lên trên luôn cho nó nặng á cả nhà. Giờ ba với lại A Sải thì cố định cái máy tôn lại bằng cái sợi dây kẽm ba đang cầm á. Em thì đi vô nấu ăn. Năm nay mẹ chồng em trồng đậu giáng tím hơi trễ, nên là bây giờ sắp tới thời điểm lạnh, cây gần chết rồi. Mà đậu giáng thì không có đậu già, năm nay uổng cái là không có giữ được hạt giống. Nhưng mà về nhà mình nấu mình thấy là cho nó trụng nước sôi là cho nó sạch á. Đem cái khăn lông này qua thì mẹ chồng nói là mẹ thích ăn xào chung với lại ớt, thành ra em đổi món, bây giờ em xào chung với ớt. Còn cái rau mồng tơi thì em chỉ nấu canh riêng thôi để có một chút canh mát mát húp thôi. Ừ.
Em thích xào thịt trước như vậy nè. Khi mà thịt nó săn lại thì cái mùi bay lên rất rất là thơm luôn. Nêm một xíu dầu hào, một chút muối, bột ngọt với lại một chút đường cát. Sư Phan đâu à? Sư Phan. Cháu ba, ba. Hậu biên nè. Bước chơi đau căng mà nè. Xin bố sai à? Dì sai. Dì đâu sư sai, ái sư dì sai nè. Em mời ông bà cô chú ăn cơm chung với lại gia đình em nha. Cơ sở. Cứ thầu này thì hãy xô đi qua ái cư hả? Thì chui ái cư là thì hãy xô qua ái cư. Lái quạng quá. Ủa rồi. Nếu chui ái cư cứ thầu này là hãy xô qua ái cư. Ba chồng em thích nhất là sữa ốc chó cả nhà. Ba tưởng là sữa khác, ba kêu là ba uống rượu đâu. Nghe ốc chó đưa cái chén liền. Ăn miếng rồi mẹ. Để mama cho coi. Sao đã khăn. Cứ thầu này. Xong. Mày nó hát vào hô hô整点不让俺那个磨的我不用吹了，做好，我这整不拉拉的。牛肚，你们那是这玩意儿给你买的？牛肚，那不然呢？我跟你哎，没意思那玩意儿。thơm béo, mặc dù là ốc chó sống nấu rồi mà thơm béo lắm luôn á. Ba với lại A Sải mới làm xong mấy cái máu này nè. Giờ cố định trước giày á, không biết là ba còn đang định kịp thêm gì hay không đây. Nhưng mà nó cũng yếu quá cả nhà. Từ từ rồi cái bắt đầu là nghĩ ra cách để mà làm cho nó chắc hơn. Ừ, đúng. Ba để đây là để xi không có biểu mưa, rồi để được củi để đốt vào mùa đông á. Cái nhà kho bên kia thì mẹ để mấy cái rau củ rồi mấy cái đồ trong kho. Nhà ba mẹ nè. Nè vườn cải. Cái vườn đậu mà mình thu hoạch là nằm đó. Cái hành này á, là sang năm mới ăn được nha cả nhà. Bây giờ trồng đây là tới mùa đông là nó tàn xuống. Rồi mùa xuân sang năm á là nó tự nảy mầm lên. Rồi bắt đầu mình nhổ cây mình đi chiết. Rồi mình trồng ra những cái cây hành ba rô rất là lớn luôn. Là loại hành này. Gieo trước. Em ăn cơm xong rồi em đi về. Quá chậu rồi ba. Ừ. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video của em. Hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị ở video tiếp theo vào ngày mai.